Đây là những gì đã diễn ra trên quốc lộ 40B đoạn qua huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Mưa lớn kéo dài, lũ quét trên thượng nguồn đổ về đã gây sạt lở nhiều nơi ở các huyện vùng cao Quảng Nam. Đặc biệt, trận lũ kinh hoàng chiều ngày 28 tháng 10 năm 2020 đã phá tan nát hàng chục mét đường quốc lộ 40B. Bên dưới phần ta luy dương bị phá nát này là dòng sông Chanh, nước đang cuồn cuộn chảy. Do ảnh hưởng của bão số 12, hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đang có mưa rất to. Hầu hết các huyện vùng cao của tỉnh này đều bị sạt lở nhiều nơi, khiến giao thông bị ách tắc, việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng phải đặt những giỏ đá bên đoạn đường đang có nguy cơ sạt lở để làm cảnh báo. Ngoài ra, những lan can chắn ta luy dương cũng bị đánh gãy nằm ngổn ngang. Những thảm nhựa đường bị lũ đánh trôi giờ chỉ còn trơ những tảng đá. Việc hàng chục mét đường bị đánh hư hỏng nặng khiến việc lưu thông của người dân và phương tiện gặp nhiều khó khăn cũng như tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Điều đáng nói, trận lũ quét vào chiều ngày 28 tháng 10 năm 2020 không chỉ đánh phá nhiều mét đường quốc lộ 40B mà còn xóa sổ đi nhiều ngôi làng ở xã Trà Leng, huyện Nam Trà My. Trận lũ dữ cũng làm 9 người chết và 13 người vẫn còn mất tích. Bên cạnh đó, mưa lũ khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện này bị sạt lở nghiêm trọng. Trong sáng ngày 10 tháng 11 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam có buổi làm việc với đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ dẫn đầu. Tại buổi làm việc, ông Lê Chí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải đặc biệt quan tâm tạo điều kiện cho Quảng Nam khắc phục thiệt hại hạ tầng giao thông tại các khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thiên tai.